đồ chơi rất hay tại Baby của tôi. Bộ đồ chơi này có tên là Funny Town, thị trấn vui vẻ. Như các bạn đã thấy, bộ đồ chơi này rất to và có rất nhiều chi tiết. Đây là ngôi nhà, tiệm hoa quả, tiệm bán hoa quả tươi, một trạm xăng và một cái công viên. Ngoài ra ở đây còn có rất nhiều chi tiết phụ như là các biển, đèn và cây kèm theo đèn đường nữa. Bây giờ chúng mình sẽ cùng đi tham quan thành phố nhé. Thank you.
một con thành phố. Nếu như các bạn thích bộ đồ chơi này, hãy tới bên